kế sách làm giàu. Ngày nào cũng mấy chậu thế này. Chà, mệt quá. Có ai khổ như cái thân tôi không cơ chứ. Mình uống đi, ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt. Quần quật từ sáng đến tối, hết cơm nước lợn gà, lại nhà cửa vườn tược. Khổ nhất là phục vụ mẹ, không đi đứng ăn uống được, đến cả thìa cháo cũng không tự xúc nổi. Sao mà tôi khổ thế không biết. Anh biết em vất vả, mẹ giờ tuổi già sức yếu rồi, mẹ lại chỉ có mỗi mình anh, thành ra... Nhưng mà em mệt lắm rồi, đã 3 năm trời nay, em lúc nào cũng làm tròn bổn phận, nhưng sức người có hạn, sức chịu đựng của em cũng chỉ đến thế mà thôi. Này mình, sớm nay đi chợ, em nghe người ta nói trên đỉnh núi có một ngôi chùa nhỏ, trụ trì ở chùa ấy rất thương người, hay cưu mang những người khó khăn, cơ nhỡ, vị ấy lại có tài bốc thuốc chữa bệnh. Hay là chúng ta đưa mẹ lên đấy, nhờ sư thầy chăm sóc giúp, biết đâu bệnh tình của mẹ lại có thể thuyên giảm, mình thấy sao? Thật á? Có ngôi chùa như vậy sao? Thật mà. Nhưng làm thế, người ngoài mà biết, e rằng không hay. Họ lại chê cười vợ chồng mình bất hiếu, không nuôi nổi mẹ. Gớm, mình cứ khéo lo, đưa mẹ lên đấy, có phải mẹ bị bỏ đói đâu mà lo. Hơn nữa nhà mình cũng nào có giàu có gì, lấy đâu ra tiền mà thuốc thang cho mẹ đến nơi đến chốn. Lên chùa, khéo mẹ còn sướng hơn ấy chứ. Hay là như thế nhỉ? Nhưng từ đây lên núi đường xá xa xôi lắm, tôi lại chẳng biết đường, làm sao mà đi được. Mình không phải lo, tôi sẽ hỏi đường cụ thể rồi vẽ đường cho mình, để hàng xóm đỡ xì xào. Sáng mai mình đưa mẹ đi thật sớm, nếu đi sớm thì chắc cũng chỉ tới chiều tối là tới nơi thôi. Thôi được, tôi nghe mình. Mình quả là sáng suốt. Sao mẹ, con đi được. Chỗ này đi đường nào nhỉ? Chắc là đi thẳng. Không ngờ lại xa thế. Mà đường đi thì cứ rẽ phải là rẽ trái, không cẩn thận là nhầm như chơi. Kia rồi, sắp tới nơi rồi. Cái gì cộm cộm trong giày mình thế nhỉ? Quái lạ, tự nhiên lại có hạt đậu rơi vào giày là sao? Lẽ nào... Mẹ, mẹ. Mẹ, mẹ rải đậu ư? Thì ra là mẹ. Mẹ rải đậu dọc đường đi để làm gì vậy? Mẹ, mẹ rải để đánh dấu đường. À, thì ra là vậy. Mà có đánh dấu thì ngày mai mẹ cũng đi một mình về nhà làm sao được chứ. Vả lại, chim nó ăn hết thì làm gì còn dấu nữa. Không con ạ, mẹ định lát nữa tới nơi mới nói cho con biết. Ở những chỗ rẽ, mẹ đã rải rất nhiều, chim không ăn xuể đâu con ạ. Mẹ rải là để đánh dấu đường cho con, sợ lúc con về lạc lối, quanh quẩn mãi không tìm được đường thì khổ. Mẹ, 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 con sai rồi, con thật bất hiếu, con lạc lối thật rồi mẹ ơi. Tuổi thọ các sinh vật. Ngày xưa, ngày xưa, khi mặt đất còn hoang vu, hỗn độn, Đấng tạo hóa đã tạo ra con người đầu tiên từ đất sét. Đừng lo lắng, chính ta đã tạo ra con và ban cho con sự sống. Giờ ta trao mặt đất hoang sơ này cho con,
con hãy chăm sóc nó để nó trở nên xinh đẹp và phong phú hơn. Thưa Thượng Đế, người đã ban cho con sự sống, vậy đó có phải là vĩnh hằng không? Không, đó là hữu hạn, con sẽ phải trả lại cho ta. Vậy thưa Thượng Đế, con sẽ được sống bao lâu ạ? Con có thời gian là 30 năm, hãy dùng chúng thật hữu ích nhé. Chỉ có 30 năm thôi sao? Thật là ngắn ngủi. Mình muốn có được một cuộc đời dài hơn nữa. Hỡi Thượng Đế Anh Minh, người cho con sự sống để chăm sóc mặt đất, nhưng sức lực con có hạn, trong khi mặt đất là vô hạn. Cầu xin người hãy cho người xuống giúp đỡ con. Ta mang tới cho con một người bạn, đó là một con bò. Bò có sức mạnh, nó sẽ giúp đỡ con làm đất, trồng cây. Bò sẽ ở cạnh giúp đỡ con trong 30 năm. Cầu xin Thượng Đế, con không nỡ xa ngài lâu như vậy. Xin cho con ở đây 10 năm thôi. Cầu xin Thượng Đế, vậy ngài hãy ban cho con 20 năm còn lại của bò. Được. Cầu xin Thượng Đế Anh Minh, ngài đã ban cho con một cuộc sống no ấm, nhưng con không thể nào vừa đi làm lụng vừa lại trông coi những của cải trong nhà. Cầu xin người ban cho con một người bạn để trông nom cho công lao vất vả của con. Ta lại mang tới cho con một người bạn mới, đó là con chó. Ta sẽ cho chó 30 năm sống cùng con. Cầu xin Thượng Đế, con rất nhớ mong ngài. Xin ngài cho con ở đây 10 năm thôi. Vậy cho con xin nốt 20 năm của chó. Được. Ở nhà trong nhà ngoan nhé, ta ra đồng đây. Chà, cuộc sống yên ả nhưng cũng thật buồn chán. Ta có một cánh đồng trĩu hạt, vườn cây đầy trái. Có bò giúp ta cày đất, chó giúp trong nhà. Nhưng mà tại sao ta vẫn cảm thấy buồn phiền? Cầu xin Thượng Đế Anh Minh, người đã cho con sự sống, sự no ấm, an toàn, con mạo muội xin hỏi, liệu người có thể ban cho con niềm vui không ạ? Con cầu xin hết lần này đến lần khác, liệu rằng sự giúp đỡ của ta có làm con thỏa mãn không? Thưa Thượng Đế Anh Minh, con xin cam đoan với ngài, đây là lần cuối cùng con cầu xin. Ta đưa đến cho con một người bạn. Đây là một con khỉ. Nó thật vui vẻ và hay ho. Có nó, con sẽ không bao giờ buồn bã. Ta sẽ cho khỉ ở cùng con 30 năm. Vậy ai sẽ ở bên cạnh mua vui cho ngài? Xin ngài hãy cho con ở lại 10 năm thôi. Dù gì Thượng Đế cũng đã cho mình chú khỉ. Vậy nếu ngài không biết làm gì với 20 năm còn lại, mình xin tiếp, chắc hẳn ngài cũng sẽ quá bộ mà cho mình thôi. Vậy xin ngài hãy cho con 20 năm của khỉ. Người thật là tham lam, hết lần này đến lần khác đòi hỏi và thậm chí còn cầu xin những thứ không thuộc về ngươi. Vì ngươi đã sống lâu như vậy. Được, hãy nghe đây. Ngươi có 30 năm cuộc đời, thêm 20 năm nữa của bò. Ngươi sẽ phải làm việc cực nhọc cho đến 50 tuổi. Sau đó, ngươi sống tiếp 20 năm của chó. Ngươi sẽ chỉ lanh quanh ở nhà chẳng đi đâu được cho tới năm 70 tuổi. Cuối cùng là 20 năm của khỉ. Ngươi sẽ trở nên lẩm cẩm và làm những điều nức cười. Đó là những gì ngươi phải trả cho sự tham lam của ngươi. Lòng mi cửa chó sói. Có ai ở nhà không? Xin hãy giúp mẹ con chúng tôi. Chị cầm lấy cho các cháu ăn tối lót dạ. Còn đây là chút đồng lẻ tôi giành được. Chị giữ phòng thân nhé. Cảm ơn cô thật tốt bụng.
Các con ngoan nhé. Lại lén lút đem của nhà cho ăn xin cơ đấy. Con gái của ông, rồi nó sẽ tiêu tán hết cái gia sản nhà này đi thôi. Lại có chuyện gì nữa sao bà? Tôi thấy nó lo việc trong nhà chu đáo đấy chứ. Đám gia nhân ai cũng mến nó. Mà từ hồi nó lớn, bà chả nhàn hẳn đi đó sao? Nhàn quá ha. Tôi mà không để mắt canh chừng, có mà nó đem hết tiền, lương thực, giao du với mấy kẻ lang thang. Chiều nay có mấy khách thương gia đến, chắc để bàn chuyện làm ăn cùng ông. Thấy nó với đám người lang thang dàn hàng ra trước cổng, người ta bỏ đi ngay đấy. Có chuyện đó sao? Akiko, mau ra đây. Đấy, ông cứ hỏi xem, có phải chiều nay nó đem những đồng tiền ông cực nhọc kiếm được phung phí cho người ta hay không? Dạ không, đó là tiền chi tiêu con dành dụm được. Akiko nghe đi, từ nay ta cấm con ra khỏi cổng. Vâng thưa cha. Đây, ông vào đây mà xem, con gái của ông đã mang bất hạnh đến cho cái gia đình này rồi. Sao, nó làm gì, điều bất hạnh gì? Nó làm bánh cúng Tết mà không làm bằng gạo nếp ngon, lại làm bằng gạo cũ tồn kho cả năm nay. Như thế là xúc phạm thần linh. Ông mà không tống cổ nó đi ngay thì tai họa sẽ ập xuống, làm tan nát cái nhà này thôi. Trời ơi, cha mày làm ăn thế hả trời? Đi, đi ra khỏi nhà ngay. Hãy nghe con nói đã. Thưa ông chủ, tôi không có tiền, nhưng tôi xin để lại cái áo bông này cầm nợ. Xin ông cho tôi cái gì đó ăn cho ấm bụng. Trước tiên, cô đưa cái áo đây cho tôi sai người đi bán. Rồi sau đó hãy tính nha. Chắc gian khổ sẽ qua thôi. Cha sẽ nghĩ lại và đi tìm mình. Con bé này, mau đi đi, làm mất hết khách của người ta. Chiếc áo khoác của tôi thì sao? Xin ông trả lại cho tôi. Áo khoác nào? Sao không nói luôn là cô đã đưa cho ta cả chiếc ví đầy tiền hả? Quý vị xem, có tin được là tôi lại đi cầm cái áo khoác của cái ăn mày này hay không? Đúng thế, thật là trơ tráo quá. Đây, cho cô. Để cho cô thấy ta đã nhân từ như thế nào. Và ta cũng không muốn ai vào quán mình mà không được ăn một chút gì. Ngay cả ăn mày. Thế giới này không dành cho mình điều gì tốt đẹp nữa rồi. Nếu mình phải chết đói chết lạnh để cho người ta giễu cợt, thì thà kết liễu đời mình cho rồi. Mình sẽ vào rừng để cho sói ăn thịt. Hãy ăn thịt tôi đi. Mọi người trên đời này đối xử với tôi tệ lắm rồi. Tôi không thiết sống nữa. Cô gái trẻ à, ta là thần sói ở rừng này. Ta không ăn thịt người, ít ra là những người chân thật. Ta sẽ giúp cô. Khi cô muốn biết người đứng trước mặt mình ra sao, cô để hai sợi lông mi này trước mắt và nhìn cho kỹ. Cô sẽ biết ai là người đáng tin cậy. Người đáng tin cậy sẽ không thay đổi hình dạng khi cô nhìn qua hai sợi lông mi này. Còn những người bị biến dạng thì cô chớ tin tưởng. Tôi cảm ơn, tôi... Thật lạ kỳ, nhưng mình cứ thử xem. Trời ơi, đi khắp nơi không có một người nào chân chính sao? Chàng là người tốt, nhưng sao ta lại gần một người lạ đây? Anh ấy đi vào đó rồi. Cô theo tôi đến tận đây sao? Tôi thấy cô từ ngoài phố rồi. Tôi là Akiko. Thật tội cho cô quá. Tôi
tôi có thể làm việc nhà và nấu nướng, dọn dẹp. Anh có thể cho tôi ở lại đây không ạ? Được chứ, nếu cô không chê nhà tôi nghèo và bụi than lấm bẩn. Trời tối rồi, sao lại có ánh mặt trời sáng vậy nhỉ? Ôi, đây chính là vàng nguyên chất mà. Chính là rượu sake đây mà, ngon quá. Đây là đá mà, họ chỉ đổi than thôi. Tôi nghĩ cô bị mệt quá rồi, cô nên nghỉ ngơi đi. Anh nghĩ tôi mệt nên nói linh tinh chứ gì. Đây đúng là vàng nguyên chất đấy. Còn nữa, nước chảy trong ống tre ngoài suối không phải là nước thường đâu, mà chính là rượu sake hảo hạng đấy. Một thời gian sau. Chúc ông ngon miệng, chúng tôi miễn phí cho những người khó khăn ạ. À. Người chủ quán trọ này cũng nhân từ và tốt bụng y như con gái Akiko của ta. Akiko à, giờ con ra sao rồi? Công việc danh giá. Lâu lắm rồi hai mẹ con mình mới đi chơi mẹ nhỉ? Ừ, mẹ xin lỗi. Dạo này mẹ hơi bận nên không có nhiều thời gian dành cho con. Đợt này mẹ sẽ dẫn con đi chơi nhiều hơn nha. Thật không hả mẹ? Tất nhiên rồi. Chị là nhà văn Thu Uyên, phải không ạ? Chúng em rất hâm mộ chị. Chị cho em xin chữ ký được không? Ừ, được chứ. Cảm ơn chị, chào chị. Chào hai bạn. Được mọi người biết đến thật là tuyệt. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một nữ nhà văn tài năng, nhà văn Thu Uyên. Được biết đến như một nhà văn với những tác phẩm, những tiểu thuyết vô cùng ăn khách, chị còn là nhà biên kịch tài năng của bộ phim đang được yêu thích Khu Vườn Trong Nắng, được rất nhiều người mến mộ. Chị có cảm xúc thế nào ạ? À? Anh quá khen. Tôi thật sự vẫn còn phải học hỏi rất nhiều. Tất cả mọi người tôi gặp, ai ai cũng đáng để tôi học hỏi. Tôi trau dồi thêm vốn sống của mình để có thể viết thêm những câu chuyện từ chính những con người mà tôi đã gặp. Bà ơi, mẹ con trên tivi kìa. Ừ. Ước gì sau này lớn lên con cũng sẽ trở thành người nổi tiếng như mẹ, được nhiều người yêu quý và biết tới. Ừ, chỉ cần cháu cố gắng là sẽ làm được điều mình muốn thôi. Hôm qua mình thấy mẹ My trên tivi đấy. Thấy á? Chuyện thường ấy mà. Mẹ tớ được lên tivi suốt. Mẹ tớ còn vừa nhận được giải nhà văn xuất sắc nữa cơ. Mẹ Vi giỏi thật đấy. Mẹ tớ có nhiều người hâm mộ lắm nhé. Ai gặp cũng muốn xin chữ ký, chụp ảnh, rồi còn được tặng quà nữa.
Mi thích thật đấy. Có mẹ là người nổi tiếng, được nhiều người biết tới. Ừ, tất nhiên rồi. Sau này tớ sẽ giống như mẹ tớ cho xem. Chắc là thế rồi, cậu cũng học văn giỏi thế cơ mà. Lại được chọn đi thi học sinh giỏi văn nữa. Phải đấy, mai sau Mi thành nhà văn nổi tiếng thì phải cho chúng tớ xin chữ ký đấy nhé. Tất nhiên rồi. Mà hôm nay hình như lớp mình có bạn mới đấy. Nghe nói là con của bác bảo vệ trường. Con bác bảo vệ ư? Thôi quan tâm làm gì, tớ vào lớp đây. Ơ, chờ chúng tớ với. Mẹ ơi, con được chọn đi thi học sinh giỏi văn đấy. Vậy à, cố lên con nhé. Sau này con sẽ trở thành nhà văn giống mẹ, mẹ nhé. Ở lớp ai cũng ngưỡng mộ mẹ. Mấy bạn con nói, mẹ thường xuất hiện trên tivi, trên các trang báo. Mẹ là người của công chúng, mẹ là người giỏi nhất. Ở lớp ai cũng thích chơi với con. Vừa có mẹ là người nổi tiếng, lại vừa học giỏi. Ngay cả bạn mới đến là con của bác bảo vệ trường cũng muốn chơi với con. Nhưng mà con chẳng thích chơi với bạn ấy. Mẹ không giỏi đâu con. Mẹ chỉ là người phụ nữ may mắn. Mẹ thua xa rất nhiều những người mẹ của các bạn con đấy thôi. Không phải đâu mẹ ơi. Mẹ của các bạn con, người thì làm lao công. Có bác bán hàng ngoài chợ, có người làm ngân hàng, cô giáo, công an. Nhưng mà trong lớp không có ai làm nghề nổi tiếng như mẹ, cho nên các bạn ấy ngưỡng mộ mẹ lắm. Con yêu à, nhưng mẹ lại ngưỡng mộ những bà mẹ của bạn con, và mẹ rất xấu hổ về chính bản thân mình đấy. Sao lại thế ạ? Mẹ của các bạn con tuy có người làm những công việc rất đỗi bình thường, nhưng họ biết dạy các con mình biết lắng nghe, biết kính trọng công việc của người khác. Còn mẹ tuy mang tiếng là người cầm bút, nhưng chưa biết cách dạy con mình có tính khiêm tốn, chưa dạy con biết trân trọng những công việc người khác đang làm. Ơ? Thực ra, công việc nào cũng giống nhau cả thôi con. Điều quan trọng là nhân cách và trách nhiệm. Người lao công quét rác cũng có giá trị của công việc quét rác. Chỉ có khác họ nhặt rác bỏ vào thùng để làm sạch môi trường. Công việc cầm bút của mẹ cũng vậy. Mẹ lượm từng chữ giữa những mảnh đời mẹ thấy, xây dựng để tạo ra những cốt truyện thôi con. Cho nên con đừng nghe những lời khen về công việc của mẹ mà coi thường mọi công việc của những người xung quanh là tầm thường con nhé. Con hiểu rồi ạ. Vậy con cố gắng, mẹ cố gắng, cả hai mẹ con ta cùng phấn đấu, được không? Dạ. Khỉ con giận dỗi. Sao con lại lười biếng như thế hả? Ta có bắt con phải làm gì to tát đâu. Chỉ cần dọn sạch phòng thôi mà. Con dọn phòng sạch sẽ là để cho con ở, đúng không nào? Dạ. Bây giờ ta phải ra ngoài làm việc. Đến lúc ta về mà nhà cửa vẫn còn bừa bộn thì đừng trách ta. Thầy lúc nào cũng trách mắng mình. Thầy chẳng yêu thương gì mình cả. Nếu thầy yêu thương mình thì thầy phải dọn dẹp phòng giúp mình chứ. Rõ ràng thầy nuôi mình chỉ để mắng chửi thôi. Đã vậy, mình bỏ đi, xem còn ai để mắng chửi nữa không. Từ nay cuộc sống của mình sẽ thoải mái vô cùng. Rồi thầy sẽ hối hận vì đã mắng mình cho mà coi. À, cậu đứng đây làm gì đấy? Thì ra cậu bị mẹ cho ăn phạt hả? Cậu coi cái gì? Tớ chẳng ra thầy tớ nuôi tớ chỉ để mắng chửi thôi. Mẹ cậu cũng vậy. Mình là con mà, phải chịu bị mắng thôi. Chịu là chịu thế nào? Tớ đang bỏ đi để được sống trong tự do đây này. Đi cùng tớ không? Nhân nhở mẹ tớ bắt được thì mẹ sẽ phạt nặng lắm đấy. Còn lâu mới bắt được bọn mình nhé. Tóm lại, cậu có đi không? À được, cho tớ theo cùng với. Cuộc sống tự do thật là sung sướng. Quả là tuyệt vời ở mặt trời luôn.
Trời ơi, thật là quá đáng. Tội nghiệp hưu non, chúng ta vào cản hưu bẹ đi. Không được đâu, hưu bẹ to khỏe như thế sẽ đá cả chúng ta đấy. À, tớ có cách này nè. Con tôi đâu rồi? Chỗ này có vẻ an toàn khỉ ạ. À, bên kia có hốc cây to chưa kìa. Từ nay em sẽ được an toàn hưu ạ. Hai anh sẽ bảo vệ em. Hình như hưu non đói rồi kìa khỉ ạ. Trong túi tớ có đầy chuối đấy. À, hưu non cần chuối đâu. Hưu non phải uống sữa mà. Ừ vậy, để tớ nghĩ cách. Con ơi con. Có chuyện gì thế chị Hưu? Tôi vừa sinh được hưu con. Trong lúc tôi ra suối uống nước, quay lại thì không thấy hưu con đâu nữa. Chị cứ bình tĩnh, để tôi giúp chị tìm hưu con. Ta có nước dừa cho hưu này. Uống nhiều vào nửa hưu nhé, ngoan lắm. Cố lên nào hưu con. Từ nay ba chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở đây nhé. Ừ. Anh trai ơi, sao hưu lại nóng thế này? Nếu hưu chết thì sao? Tớ không biết. Thầy ơi. Hay chị nghỉ một lát đi, để tôi đi tìm. Mèo con ơi, mèo con. Pháp sư gấu, có thấy mèo con nhà tôi ở đâu không? Thầy ơi, thầy mau cứu hưu con đi. Lần này hai đứa gây tội nghiêm trọng như thế nào, có biết không? Tại con và mèo nhìn thấy cô hưu đá hưu con rất tội nên... Các cháu hiểu lầm rồi. Các mẹ hưu mỗi khi sinh con ra đều đá con như vậy, là để cho các con có thể vững vàng đứng dậy và có được khả năng sinh tồn sau này. Không phải là cô ghét bỏ hưu con đâu. Hóa ra là vậy. Cha mẹ có mắng có phạt các con là vì yêu thương các con, muốn các con sống tốt hơn thôi, hiểu không? Vậy mà con tưởng thầy không yêu thương con nữa. Con cũng tưởng mẹ không thương con nữa. Hai đứa phải tự kiểm điểm lại bản thân. Lần sau làm việc gì cũng phải suy xét kỹ lưỡng hậu quả. Mình còn nhỏ, có việc gì phải hỏi ý kiến người lớn, không tự ý hành động, nghe chưa? Dạ, chúng con biết rồi ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.